Tao nói mày nghe nè, ở nhà là mấy anh em mình nói đi tour này là chạy nhiều, chạy chính thức của anh em thôi, 60-70 đúng không? Nãy giờ mày có để ý là tao với mày bị cuốn theo không? Bị cuốn theo đúng không? Chậm. Ok, hello anh em ha, mình là mình đây. Hôm nay mình có một cái tour về miền Tây, một cái chuyến đi nho nhỏ mình sẽ quay lại cho anh em xem. Hiện tại là đâu đó khoảng 7 giờ 30 phút sáng. Hôm nay anh em mình hẹn nhau á, là hẹn nhau 6 giờ rưỡi là gặp mặt. Nhưng mà anh em ngủ quên hết trơn à, bây giờ đi trễ luôn. Và đi trễ mình sẽ được cái gì? Mình sẽ được kẹt xe. Chạy nhanh không có được, chạy từ từ như thế này nè, chạy có ba mấy à. Hiện tại là mình đang ở trên đường Võ Chí Công, một con đường rất là nổi tiếng luôn. Thì cái con đường này nổi tiếng cái gì? Đây mấy anh đây, mấy anh công an. À, cái chỗ mấy anh hôm nay bị chặt cái cây rồi, nắng gần chết luôn. Xui cho mấy anh. Đây là cái cầu. Thì cái chỗ này anh em nào mà lấn làng ha, chạy lên kia là gặp thêm hai anh nữa. Mấy đoạn này là mấy ông bắt á, là mấy ông bắt lấn cái làng. Xuống dưới là gặp công an nha. Bình thường là xuống là gặp liền. Hôm nay thì hên xui. Có nha, nguyên cái chốt trần dần luôn anh em ơi, chết tôi rồi. Cái gì mà đông dữ vậy? Wow. Mình đoán đâu có sai đâu mọi người. Mình nói mà, vừa chạy qua cái cầu là mấy ông đứng một đống cho coi. Ok, bây giờ qua cái chốt rồi thì mình sẽ lên ga, mình chạy nhanh chút xíu nha mọi người. Lên khúc Nguyễn Như Linh thì tiếp tục có cảnh sát giao thông nha. Ok, let's go. Vụ gì đây? Ý, công an kìa. Wow. Chết màu. Không biết có bị dính không ta. Mình thấy anh công an cầm cây súng bắn tốc độ đứng trong lời. Wow. Công an nhiều quá. Không sao, cứ đi bình thường thôi. Ừ, biết rồi. Chạy bình thường thôi nha. Rồi, ok. Bồ câu. Bồ câu nhiều quá. Xe mất guarantee anh em ơi. Nói chung là do cái côn của mình đó, do cái côn mình nó nặng á, cho nên là đôi lúc guarantee ít là bị tắt máy. Hiện tại guarantee mình chỉ có 3 cục thôi, mà xe mà chuẩn á thì guarantee 4 cục là ok. Sắp tới thì mình sẽ có mấy cái móc khóa cao su như thế này. Đây, mấy cái móc khóa cao su như thế này ha. Thì anh em nào cần cứ inbox cho mình nha. Anh em nào cần thì cứ inbox cho mình. Ôi, có quá trời anh em chờ mình quầy này luôn kìa. Kìa, thấy không? Đó. Ở
Ừ đúng rồi. Phải không? Em ở đâu lận? Dạ, em ở Bến Tre. Bến Tre hả? Giờ về quê hả? Dạ. Ừ, anh cũng về Bến Tre chơi nè. Em thấy ông buồn chạy trước đó. Ừ, tụi anh về cái chỗ, nói chung là về nhà thằng em. Về đâu? Về nhà thằng em, không biết nó ở đâu nữa. Anh đâu rành đường dưới này đâu. Giờ mình vô đây chạy. Chết bu ri hả? Chút xíu ghé thay bu ri đi. Nãy giờ nó nổ cái thay bụp là sắp chết luôn. Vậy nó mới hay á. Hay cái này tỷ á. Xe chạy mà nổ bếp thay bụp giống mấy chiếc phần khối lớn. Lớp bay. Ê, tao đẩy cho. Lên. Tắp vô. Nhà em đâu? Đó. Nhà em đâu? Nhà em dưới ở thành phố á. Ừ. Bến Tre luôn hả? Có giấy tờ không? Có. Có không? Sao chạy dữ vậy? Cái pha đó nguy hiểm lắm luôn á. Tao nói mày nghe nè, ở nhà là mấy anh em mình nói đi tour này là chạy nhiều. 60-70 đúng không? Nãy giờ mày có để ý là tao với mày bị cuốn theo không? Bị cuốn theo đúng không? Trăm mấy. Nó bị cuốn theo cái cơn lốc đó. Bây giờ kèm lại. Thì cứ đi bình thường thôi. Ha, chạy bình thường ha. Mình biết luôn, rất là nhiều anh em leo lên xe mạnh là anh em cứ dặn thôi, không có suy nghĩ gì hết. Không nên. Dù chiếc xe mình nó mạnh, mình cũng phải kiểm soát nó, mình đừng để cho nó kiểm soát mình. Nhớ nha. Ok anh em, thì sau một hồi mò đường, cuối cùng mình cũng đã đến. Hôm bữa mình có đi lần rồi. Hôm bữa là mình có vô nhà bạn này mình chơi lần rồi. Nhưng mà hôm nay mình không có nhớ đường. Nói chung là mình không có nhớ đường. Còn mấy cái thằng nhớ đường nó lại chạy nó bỏ mình. Tức không? Chịu khó người ta chờ chút xíu. Anh em lên rồi đi vô luôn cho nó lẹ. Để anh em ngồi ngoài kia. Bây giờ ở đây là có hai hướng, hai anh em mình không biết là đi hướng nào. Bây giờ chia ra, mày đi hướng này, tao đi hướng này, ok ha? Rồi vậy chia ra chạy thôi. Rồi thằng nào tới gọi đi hỏi thằng kia nhau. Rồi chia ra thiệt.
Ê mình nhìn ở trong này á, nó có con đường một rồi ba, mà sao ra đây quá trời đường à? Rồi thì vừa chạy xuống đây là chủ nhà chuẩn bị đầy đủ các món ăn miền quê luôn. Bên tè chuột kho tiêu, chuột chiên nước mắm, chuột quay, chuột leo. Bậy ơi, cái này là thịt heo kho tiêu, cái này là cánh gà, cánh gà chiên nước mắm, cánh gà sốt cà, đúng không? Mắm cô sốt cà mà nè, thấy miếng cà nè, chiên nước mắm hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi chưa là con cu chiên luôn. Anh em biết cái này là cái gì không? Cái này mới ngon nè. Cái này là chuột quay. Cống. Người ta có tiền người ta ăn heo quay. Không, chuột mình ít tiền mình ăn chuột quay. Cống là tên là gì qua đây? Cống, cống nhum. Chuột cống nhum. Cống. Chuột nhum. Chuột này là chuột nướng lu. Chuột cống nhum. Rồi. Cái này tới chừng 300.000 con, 300.000 con làm tới à. Một con chuột vậy nhiêu ta? Con này thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 150, 200, 300 tùy theo mình. À. Còn con thực tế tên này thì một con tính sao? Ừ, bởi vậy nói heo quay là bình thường quá. Đúng rồi, món này mới đặc biệt nè. Nói chung là đi xuống đây mình thử mấy món miền quê ha. Chuột. Rồi thịt heo. Thịt heo đồng. Nhiều món ngon quá chứ. Này là cánh gà đi bộ. Có nghĩa là con gà này á, khi nó còn sống á, là nó đi bộ chứ nó không có bị nhốt. Đúng không? Đi nào, đi học, đứa đi học, đứa. Ủa, nếu mà tính vậy là mà mấy con? Cánh gà đi bộ là có nghĩa trong cái chuồng gà là người ta vô người ta chặt cái cánh hết rồi. Ừ, chặt cánh rồi để gà. Ác dữ vậy. Con thiện nghĩ được cái chuyện ác ôn nữa. Ăn mà ác dữ thì chứ. Còn cái này là nem chay. Cái này ngon nè. Phương thử này Phương. Ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Nè. Nè. Ăn không được. Đang đổi nón. Rồi, mời anh em ha. Ngon. Giòn. Chua. Cay. Ngọt. Ngon mà. Ngon. Cái này ăn rồi. Cái này hồi đó ăn rồi, ngon lắm. Cái này là đồ chua. Còn cái này là gạo. Cái này gọi là gạo. Không, ở đây ngon không? Chuột núi mà. Mở quá. Đây là cận cảnh YouTuber review ăn rồi. Ăn cái gì? Ăn đi. Ăn. 1 2 3 ăn. Ngon. Đây anh em, thịt kho tiêu. Thịt chuột quay. Cánh gà chiên nước mắm. À, đây là anh em nem chay. Đây là YouTuber review đồ ăn thì anh em đã biết rồi, thực tế YouTuber review đồ ăn bằng cách này. À, YouTuber khác làm sao không biết, nhưng mà YouTuber này là vậy nè. Mai mốt nữa khoét cái lỗ đây nè. Rồi, anh em dùng món nha, chúc cả nhà bữa trưa vui vẻ nha. Rồi, bây giờ chắc là mình sẽ tháo cái nón ra, mình ngồi mình ăn, nhập tiệc với anh em. Chứ đội cái nón là nói chuyện không mà, chứ ăn không có được. Thôi đừng ăn, nói thôi. Nói chuyện với hửi không à. Thôi, nếu mà cứ đợi nó tiếp tục đi, không sao đâu, hồi chỉ còn gì ăn đó. Rồi, bây giờ anh em mình ăn xong, cái anh em mình ra xong mình tắm. Tiên. Quá đã luôn. Ê, Nghĩa Tư. Cờ hó. Hello. Mấy thằng đằng sau nó dí theo không kịp luôn á. Kịp. Cái này dò Google Maps dò sao? Má đường này chạy lại quạng lọt á, ở đó giỡn. Chơi không có bộ. Ôi trời chuyển mưa anh em ơi. Trời chuyển mưa rồi. Hay là do mình đeo cái kính đen mình thấy tối ta? Ôi mít kìa, mít nằm dưới đất luôn. Nằm dưới đất luôn. Đã quá.
Wow, đi đâu vậy? À, tới nơi rồi, tới nơi rồi. Tới nơi. Cái này là cái gì anh em biết không? Chôm chôm, nguyên một bị luôn. Tụi mình phải đi chôm 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 á anh em. Chôm chôm này á là mình phải đi chôm ăn mới ngon. Đúng đi rồi. Chôm chôm chôm. Thì đây, nguyên một bao. Chôm chôm chôm. Vô. Thì con trái sầu riêng nữa. Trái sầu riêng này bị chuột ăn chỗ này rồi. Không sao, chút tách ra. Chiếc này là nghe nói là 102 cộng turbo. Turbo. Bình thường anh em mình chỉ chơi 72 cộng thôi, còn chiếc này 102 cộng turbo. Là turbo luôn nha, chiếc này có turbo luôn. Thì để mình đi ra ngoài đây mình quay cho anh em xem cái động cơ của nó ha. Đây, nằm trong đây. Đây cái turbo đây. Đó, chà ba lửa luôn ha. Thấy không? Kỹ thuật viên đang xem lại máy móc bình bọng đồ bắt đầu chạy. Thì đây xin giới thiệu với anh em, đây là bạn Di ha. Bạn này ở Bến Tre. Thì chuyên bán turbo. Thiền trưởng. Chuyên bán turbo cho mấy cái xe nhỏ, xe lớn, xe 4 bánh, 2 bánh, 3 bánh, 1 bánh đều bán. Đúng chưa? Không có bánh cũng bán nè. Không có bánh cũng bán luôn đây. Nói chung bạn này là chuyên bán turbo. Đã không? Má ơi. Con. Ôi. Con. Quá đã luôn. Sóng đang rất lớn anh em, nói chung là trời đang chuyển mưa, gió mạnh. Dự báo thời tiết bây giờ là áp thấp nhiệt đới nhưng mà anh em mình vẫn chạy ra ngoài đây. Nói chung là trời không có mưa nhưng mà muốn mưa rồi. Thì thanh niên này đang nằm ở đây để mà phiêu nha anh em. Hương ơi, Hương thấy sao Hương? Trời chữ bỏ tay qua ăn rồi, giờ mình tính sao nào? Thấy mẹ rồi. Không cần cầm lái luôn, bỏ luôn rồi. Anh em mình vô đi. Vô, đi vô. Chơi xong rồi, bây giờ anh em mình đi về. Trời bắt đầu chuyển mưa lớn rồi. Thôi, chắc là video mình sẽ kết thúc ở đây luôn. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video này của mình ha. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye anh em, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.